Vừa mang như Huỳnh mến chào cả nhà. Rất là vui khi cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube của Huỳnh. Và hôm nay thì Huỳnh cũng đang soạn cây để gửi cho khách nha. Thì số lượng hôm nay thì khách cũng ủng hộ Huỳnh rất là nhiều. Và rồi đây cả nhà, Huỳnh sẽ giới thiệu cho cả nhà mình mấy cái loại mai cúc quen thuộc ha. Và toàn là những cái giống mới, những cái giống mai mà nhiều cánh, dễ chăm. Và hầu như là chúng ta Tết này chúng ta sẽ có được những cái bông hoa rất là dễ thương với những cây mini như thế này đây. Rồi, cây này là cây cúc hồng lộc mai. Cây cao khoảng cỡ gần 2 tấc ha. Và loại này thì chỉ có 80 ngàn một cây. Với cái gốc nó đẹp, 80 ngàn một cây, 3 cây Huỳnh bao phí vận chuyển và 10 cây em tặng một. Chúng ta có thể lựa chọn mỗi loại một cây. Bên đây Huỳnh có là cúc cam, là màu cam cà gót. Loại này về khoảng cỡ 3 tấc rưỡi đến 4 tấc chúng ta lấy bo được ha. Về chúng ta chăm, có gốc trái bí. 80 ngàn một cây ha, 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển. Và đây là một cái loại cúc nữa, là cúc nhị dài. Cúc nhị dài á cả nhà. Loại này cái hoa của nó có nhị ở phía trong, nó dài hơn với những cái loại bình thường. Đó, cúc nhị dài ha, 80 ngàn một cây, cây cao 3 tấc rưỡi 4 tấc rồi. Ai lấy 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển luôn. Còn đây giới thiệu với cả nhà là một cái lô mai hổm rè Huỳnh giới thiệu nó cực kỳ tốt mọi người. Đó là cúc thọ hương. Cúc thọ hương này đặc tính của nó là hương rất là thơm. Rồi cái cây á thì nó là một cái dạng vượt mạnh, giống này giống mạnh cả nhà. Đối với những cây phôi nào mà yếu chúng ta có thể đóng cúc thọ hương thì nó vẫn sinh trưởng tốt, rất là mạnh luôn. Sinh trưởng rất là tốt luôn nha mọi người. Rồi với những cái cành nhánh như thế này ha, cây thì cốt cành em thấy nó cứng cáp rồi, cây cao 3 tấc rưỡi đến 4 tấc và rễ đẹp nha mọi người. Chột của nó thì cỡ đầu đũa không ăn thôi đó. Cái cây này thì mình thấy là mọi người về sẽ rất là dễ chăm. Này trồng xuống là nó phát liền luôn nha cả nhà, nó không có bị khằn đâu nên mọi người đừng có lo đó. Lô này mà ai mà muốn trồng cúc thọ hương dạng mini cho Tết để bàn á, như thế này chúng ta có thể là về nó cao hơn tí xíu, chúng ta có thể là quấn ngọn, quấn thân cho nó gùng xuống, nó dán lông luôn được nha cả nhà. Cây 100 ngàn một cây ha, ai lấy 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển và 10 cây em tặng một. Thì cây nào nó cũng rất là tốt luôn mọi người. Đó, cây như thế này ha. Nó đều đều 9-10 thôi nha cả nhà, nó không có hàng kém hơn ha. Nói chung là nó đều cây như thế này nè. Đó, lô này của Huỳnh là Huỳnh cảm thấy nói chung rất là tốt luôn. Rồi 100 ngàn một cây, 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển và 10 cây em tặng một ha. Lưu ý với Huỳnh một điều ở cả nhà, nếu chúng ta không lấy bo thì phải bấm ngọn nha. Bấm cái ngọn này nè để cho nó nuôi những cái nhánh, nó tạo nhánh ra ha. Tại vì đây là một cái dạng vượt. Rồi nếu như mà ai mà mới bắt đầu chơi hoa mai hoặc là chăm mà cứ sợ là khó chăm á thì chúng ta chọn cái cúc thọ hương nha. Rồi một loại cúc nữa mà Huỳnh muốn giới thiệu với cả nhà mình đó là cúc không nhị hoàng huyết long. Cái không nhị này á cả nhà, đặc tính của nó đó là hoa sẽ không ít có rụng nụ nè, hoa sẽ nở rất là lâu và cực kỳ là sáng cái bông đó. Cây thì bây giờ là Huỳnh thấy khoảng cỡ 3 tấc rưỡi đây mọi người, cây rễ như thế này ha. Cây nói chung là Huỳnh sẽ lựa những cây 3 tấc rưỡi trở lên cho cả nhà mình ha, để cả nhà mình về có thể lấy được nhiều bo nha. 80 ngàn một cây ha cả nhà. Và ai lấy 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển và 10 cây em sẽ tặng một luôn. Đó, đây là cúc không nhị của Hoàng Huyết Long. Rồi đây cả nhà, em sẽ cho cả nhà mình xem nè. Củ nó nở nè. Cái loại không nhị này nó cũng dạng vượt, nó thọ hương vậy đó cả nhà. Thì chúng ta cũng phải chăm bằng cách là bấm ngọn ha, bấm ngọn để cho nó tạo tán. Với một điều Huỳnh lưu ý là đối với những cái chậu như thế này rồi về chúng ta chỉ chăm thêm thôi, thêm giá thể cho nó, đừng có cũng khoan hãy thay chậu ha, để cho cái đọt nó già chúng ta hãy thay. Rồi tưới dưỡng rễ nha cả nhà, tưới dưỡng rễ rót, xịt lá thì xịt chống bệnh cho nó ha. Rồi bên đây Huỳnh giới thiệu với cả nhà, đây là lô cúc 2 tầng bông đội bông. Cây có 2 tầng, cái tầng thứ nhất đội cái tầng thứ hai, 2 tầng của Huỳnh Tấn Phát nha mọi người. Còn 2 tầng bông đội bông thì cái lá nó tròn hơn. Còn 2 tầng của Huỳnh Tấn Phát thì cái lá nó nhọn hơn, nó ốm nha cả nhà. Cái lá của nó sẽ có hơi răng răng cưa nữa nè. Thì đây là 2 tầng của Huỳnh Tấn Phát.
Loại này á, là cái tầng thứ nhất ha, nó có thêm cái tầng thứ hai ở trong. Rồi 100 ngàn một cây, cây cao khoảng gần 2 tấc. Ai lấy 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển và 10 cây em tặng một luôn nha. Bên đây Quỳnh có 150 cánh luôn. Cúc 150 cánh nè. Đó, chỉ có 80 ngàn một cây thôi. Ai lấy 3 cây em Quỳnh sẽ bao phí vận chuyển và 10 cây em tặng một luôn. Thì loại này cao cá cao cũng khoảng cỡ 3 tấc rồi. Quấn rễ như thế này nè mọi người. Đó. Cây này về chúng ta lấy bo được ha. Hoa của nó như những bông sen nhỏ, nhiều cánh. Cánh rất là nhiều luôn mọi người, mấy chục cánh luôn. Nên là nó mới có cái tên là cúc 150 cánh đó cả nhà. Rồi, em qua một loại nữa là cúc VIP. Cúc VIP hoa đẹp lắm nha cả nhà. Đó, cúc VIP này thì chỉ có là 80 ngàn một cây thôi. Ai lấy 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển ha. 10 cây em tặng một luôn. Đây cúc VIP. Rồi bên đây hoàng hậu nha cả nhà. Hoàng hậu. Hoàng hậu thì đây. Hoàng hậu thì 80 ngàn một cây ha. Ai lấy 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển nha. Rồi, và rồi thì Quỳnh giới thiệu tiếp với cả nhà mình bên đây. Bên đây là cái lô cúc quý phi nè. Mà Quỳnh thấy bây giờ nó đi những cái, nó có nụ cả nhà. Cái quý phi này nó to ghê chưa, đó, cành cốt nữa nè. Nó đang có mấy cái nụ to đùng luôn nè cả nhà. Cúc quý phi này thì 125 ngàn một cây ha. Ai lấy 2 cây Quỳnh bao phí vận chuyển. Rồi bên đây là quả hồng thanh tú nè. Cái lô này á cả nhà, về chúng ta lấy bo liền được luôn. Mặc dù là cây thì nó cao khoảng cỡ 3 tấc rưỡi thôi, có cây cũng 3 tấc. Nhưng mà cái chọt của nó chúng ta phải lấy bo được luôn nha cả nhà. Cây này 150 một cây nha. Ai lấy 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao 2 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Và 10 cây thì em sẽ tặng một ha. Đó cả nhà. Đây cả nhà thấy không? Rồi. Và bên đây tiếp tục Huỳnh giới thiệu với cả nhà là vạn thọ cánh săn. Cái vạn thọ cánh săn này á cả nhà. Là cái bông hoa của nó rất là nhiều cánh đó, nở phùng. Và cái cánh nó cũng hình như nó cũng bằng bằng với nhau đó. Tiết diện bông nó cũng to cả nhà. Củ nè đó, củ thì củ nở nè. Cái lô này ghép củ nở ha cả nhà. Củ nó rất là to ở cái thần thân á đó. Phần đế của nó rất là đẹp. 150 một cây nha. Ai lấy 2 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển ha. Và 10 cây thì em sẽ tặng 1 cây luôn. Cây rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó. Rồi bên đây hai loại mình muốn giới thiệu với cả nhà là tây thi và bảy tầng. Tây thi á cả nhà. Đó, cúc tây thi thì loại này 125 cây cao chưa được khoảng có 2 tấc thôi. Đó. Ghép thì cũng đẹp lắm nha. Rồi. Và ai lấy 2 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển 250 một cặp ha. Rồi bên đây là bảy tầng nè. Bảy tầng cũng 125 ngàn, cao cũng khoảng có 2 tấc rưỡi. Thì ai lấy 2 cây Huỳnh cũng bao phí vận chuyển luôn. Rồi, bên đây em có hai loại đọt xanh. Một loại đọt xanh thì chỉ có 80 ngàn một cây cả nhà. Đây, đọt xanh này về chúng ta lấy bo được nè. Đó, chưa liền cốt. Lấy bo thường thuộc luôn, loại này 80 ngàn một cây ha. Còn bên đây, chi cành nhánh nó có nè. Và nó uống dán lông luôn. Thì loại này 100 ngàn, cái này về chúng ta tết cho chơi được luôn. Đó, 100 ngàn cây nha, nó đang có cái bông nhỏ nhỏ nè cả nhà. 5 ngàn cây, 3 cây Huỳnh bao phí vận chuyển ha, 10 em tặng 1 luôn. Rồi thì nãy giờ là em đã giới thiệu với cả nhà mình mấy cái loại mai cúc. Và rồi thì khách thân mến, nếu như chúng ta thích những cái loại cây mai bên vườn mai em thì cả nhà mình hãy bấm kênh đăng ký lưu giữ kênh của Huỳnh ha. Và rồi thì em sẽ hẹn cả nhà mình những cái video sau. Đây còn một loại nữa, mai sắn nè cả nhà. Đây là mai giảo tự sắn nha, nó ra quắn như thế này nè. Cây này thì 80 ngàn một cây nha. 3 cây Huỳnh bao phí vận chuyển. Khá thân mến thì bà Huỳnh xin kết thúc video ở đây ha. Em sẽ hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Và cả nhà ơi hãy bấm đăng ký kênh để lưu giữ kênh của Huỳnh. Và rất là cảm ơn, rất là vui khi mà cả nhà mình đã xem hết video của em. Chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ. Em Huỳnh mến chào và hẹn gặp lại.